吻不要像强盗欺骗，谁人也知道，谁能定分数，无从留半步。聚散永远不知怎仓促，孤单的我只会是迷路。心愿残留是苦恼，情话像警告，流浪心热路。和你爬上路，寒夜攀不高，前绕莫顾梦游，像冷血风你想不想知道我为什么这么欣赏你？因为你是茶龙的女人，我要接手茶龙所有的事。搞到现在这样，只怪你自己部署得不好。以后你就听天由命。我嚟话俾你听，沈文浩妈妈份正工对你系好重要。帮佢得他们啦。对吗？không ngờ bác cũng chịu tới thăm con. xin lỗi đó nhà hơn. bác đừng nói xin lỗi.Phải để con xin lỗi bác thì đúng hơn. Con đã có nói với bác, con không thể làm cho bác phải đau lòng. Nhưng mà chuyện đã như vậy, bác không cần gì chuyện sao tòa mà phải áy náy. Con hiểu tâm trạng của bậc làm cha mẹ. Con đã từng có mang thai. Nếu đứa con của con mà được ra đời,con nhất định sẽ dạy dỗ cho nó thật tốt, thương nó thật là nhiều. Đừng có nói nữa. Thưa bác không cần gì con mà phải áy náy. Thật ra năm trước đây con cũng đáng phải chết rồi, mạng sống của con mà còn cho tới ngày nay, thật là may mắn lắm. Con không sợ phải chết thêm một lần nữa. Con không chết đâu. Thưa bácTuy rằng con không làm được con dâu của nhà họ Thẩm, nhưng bác lại thương con như vậy, con thật là cảm động lắm. Nhưng dù có làm con dâu của bác thì sao? Cũng như là cô Phi đó, cô thật là thương anh Hạo lắm, vì muốn có một đứa con mà phải bất chấp tính mạng để sanh nó ra. Nhưng mà cô đâu ngờ chồng của cô là một người như vậyCuối cùng là bị chính chồng của mình giết chết nữa. Đừng nói nữa. Thưa bác đừng có đau lòng nữa. Bác còn có bé Triển Vọng mà. Chỉ cần bác dạy dỗ cho nó thật tốt, đừng để nó nối gót theo con đường cha của nó, vậy thì tốt lắm rồi. Thằng Hào nó toàn làm những điều như vậy, bác thì không mặt mũi nào nhìn con. Thưa bác đừng đau lòng nữa.Con có việc này muốn nói với bác. Bác khỏi cần phải áy náy, không phải vì có chuyện ra tòa đâu. Con đã có hứa với bà má của con và đứa em trai của con làm một cái bài vị. Con nghĩ con không có cơ hội để cúng được nữa.
Ông bà chết thiệt là thê thảm, cả cái tro tàn cô cũng không có. Con nghĩ sau này cả thắp nén nhang cũng không có nữa. Sau khi con chết rồi, con nhờ bác đem hài cốt của con đặt chung với bà dì ba má và em của con, để khi con qua thế giới đó đoàn tụ với gia đình của con. Con đừng có khờ quá, con không thể nào chết đâu Hân à. Xong hết rồi, chuyện hồi nãy con nhờ bác, bác nhớ lo giùm con nha. Cuộc họp báo của ký giả hỏi: nếu như các ông đã điều tra rõ Hứa Gia Huệ quả thật là Phương Hiểu Hân thì các ông phải xử lý như thế nào? Trả lời: việc này không thể nào có được, bởi vì Phương Hiểu Hân đã bị xử tử rồi. Hỏi: còn nếu như Phương Hiểu Hân vẫn chưa chết thì các ông có thể tái xét lại cái vụ án của Thẩm Văn Hào không? Trả lời: quý vị phải hiểu rằng luật pháp của Thái Lan rất công bằng. Nếu như Hứa Gia Huệ quả thật là Phương Hiểu Hân hay là Lý Mạo Tình để hại ông Thẩm Văn Hào thì chúng tôi nhất định phải xử theo luật pháp hiện hành và tha bổng Thẩm Văn Hào, rồi đem Phương Hiểu Hân định tội khác. Nè, tới phiên bà ra tòa làm chứng. Tới phiên bà ra tòa làm chứng đó, bà nghe chưa? Thưa bà Tường, tôi xin hỏi bà có biết người đàn bà ngồi bên tay trái của bà có phải là Phương Hiểu Hân hay không? Sao chứ? Trả lời đi, thật sự có phải là Phương Hiểu Hân hay không? Chỉ có má mới chứng minh của là Phương Hiểu Hân. Má chỉ có má mới giúp được con thôi. Thật sự cậu có phải là Phương Hiểu Hân không? Phải không? Thưa bác, bác đừng nghĩ gì con mà phải áy náy. Thật ra con phải chết từ 5 năm trước rồi. Hân Di Hồng, cả ba người đã vì anh mà phải hy sinh cả tánh mạng. Con là con của má, nếu mà muốn cùng chết cứ nói những lời hồi nãy cho quan tòa nghe đi. Bà có biết ba người đàn ông trong dòng họ Thẳng không có người nào có kết quả tốt hay không? Là do Thẩm Văn Hào của bà làm đó. Gia đình con thì chết thê thảm lắm, cả nắm trò của họ con cũng không giữ được. Con của bà không phải là con người nữa. Đừng nói nữa. Con của bà không phải là con người nữa. Để cho quan tòa xử con chết chứ. Tuy rằng con không phải là con dâu của nhà họ Thẩm, nhưng mà bác đã thương con như vậy. Con của bà không phải là con người. Nếu như má muốn con chết, tôi nhất định chống mắt con của bà. Đem những lời của má nói với quan tòa biết đi. Con không nói gì tới con tôi đâu. Kẻ giết người là tôi đây. Quan tòa, má, tha cho con tôi đi. Quan tòa, tôi giang xin ông tha cho con tôi đi mà, tha cho con tôi đi mà, tha nó đi, tạm biệt, tha cho nó đi mà, tha cho nó đi. Má, má, im lặng, má, im lặng, má, tha cho nó đi. Má, nè, má, nè, má, má, nè, kính thưa quan tòa, vì người chứng đã mất trí, tôi yêu cầu hủy bỏ tất cả công từ của bà này. Mày nói mày làm cái gì vậy? Mày muốn chết hả?
Má cũng muốn giúp má thôi mà. Má không cần con giúp đâu. Đã bao nhiêu lần má nói với con tan học rồi là phải về nhà làm bài vở đi. Bộ con giúp cho má gì vậy, má vừa lắm sao? Má hiểu con ráng học hành, con có hiểu không? Má lại được như vậy có tương lai gì đâu. Con phải ráng học hành để sau này kiếm được việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền, con hiểu không hả? Chẳng lẽ con muốn má ngồi lại đường suốt đời rửa chén như vậy sao? Má tôi sao hả? Còn đang hôn mê. Tôi mới ra thăm bà. Hoàn cảnh của ông bây giờ như vậy, tôi nghĩ rất khó lắm. Tôi không còn biết sử dụng cách nào, tôi phải ra thăm bà mới được. Tìm mọi phương pháp để giúp ông Khiếu tố lại, nhưng mà cần phải có thời gian. Không thể nào. Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Tôi phải đi ngay bây giờ. Không tại con không đúng. Tại sao mới làm như vậy? Con biết từ nhỏ tới lớn má cũng hy vọng ở con lắm. Má không muốn con phải giống như ba. Con đã làm má thất vọng rồi. Xin lỗi má. Má hãy tha thứ cho con đi. Má. Hào. Sao hả? Con không có gì chứ? Con không có gì. Quan tòa đã chấp nhận má xin cho con. Sẽ con ngộ sát, phạt 7 năm tù. Hay quá, hay quá. Má, nếu má khỏe lại rồi má phải về Hồng Kông ngay. Phải nuôi bé triển vọng thật tốt giùm con. Khi con mãn tù trở ra, con mới thấy được bé triển vọng trắng trẻo mập mạp. Con yên tâm đi, má sẽ nuôi nó cho thiệt tốt. Má sẽ khỏe mạnh để sống lâu trăm tuổi, để con bầu cháu nội mà, đúng không? Bảy năm qua nhanh lắm. Tới lúc đó
gia đình mình có thể vui vẻ mà đoàn tụ được rồi. Đúng rồi, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ. Con cũng phải bảo trọng nha. Hả? Con hiểu. Má sẽ qua đây thăm con thường. Hồng Kông qua Thái Lan cũng gần thôi. Gần lắm. Nhớ con thì má nhìn bé Triển giùm, má thấy nó thì cũng như thấy con vậy. Thi thể chưa xét nghiệm, nhưng sau khi trải qua những hình ảnh phía cảnh sát chụp được, quả thật phù hợp với cung từ của Diệp Thế Khang và tướng Lô Sai. Tại hiện trường quán mạng, chúng tôi lại phát giác ra vụ án của phu nhân tướng Thao Long. Trong chiếc nhẫn đó có vết máu của Thẩm Văn Hào, cho nên bổn tòa tuyên bố bị can Thẩm Văn Hào tội danh mưu sát thành lập, theo luật lệ xử tử hình. Chị ba thương nó lắm. Cảm ơn chị ba. Có lẽ là quá tôi chưa gặp nó. Cả tôi nó cũng nhìn không được. Bé chuyển giọng mà. Mai mốt nội trở về Hồng Kông là thêm một người thương con nữa đó. Lớn lên phải là một người đàng hoàng nha. Đừng có giống như ba của con vậy. Ông Hào, ông dặn tôi làm tại di chúc đó và cái vị giáo dục của đài truyền hình hữu tuyến. Tôi đã làm đàng hoàng rồi. Cảm ơn anh. À, còn nữa, về mặt cục tổng sự muốn tăng thêm tiếng tăm cho đài tin tức. Họ muốn làm một cuộc phỏng vấn với ông. Thật không ngờ từ lúc tôi chết lại ra sức giữa báo chí nữa. Ông Hào, không có sao, nhưng tôi muốn cuộc phỏng vấn này phải để Diệp Thế Khang phỏng vấn. Thank you.
Thưa ông Hào, ông có thể cho tôi biết cái tâm trạng của ông ngay bây giờ không? Tôi cảm thấy rất tự hào. Không ngờ tới ngày tôi chết chuyện náo động như vậy. Đủ chứng minh sự nghiệp báo chí tôi làm ra không có uổng phí. Hơn nữa trước khi tôi chết, tôi được dịp Thế Khang, một ký giả nổi tiếng, phỏng vấn với tôi. Tôi cảm thấy rất danh dự. Ông có thể cho tôi biết cách nhìn đồng tiền của ông không? Tôi rất thích tiền. Tôi rất tin tưởng mãnh lực đồng tiền. Mãnh lực đó lớn như thế nào? Nó lớn đến nỗi phải khiến một người buông rơi tất cả tình cảm, giết người, bán rẻ bạn bè, thậm chí có thể xây dựng một vương quốc báo chí nữa. Tôi tin tưởng lực lượng của mình. Có bao nhiêu lực lượng? Đại đến có thể làm cho một người từ bỏ cảm tình, giết người, chốt lại bạn bè, thậm chí có thể thành lập một cái truyền hình vương quốc. Ông có làm những điều mà ông nói hay không hả? Không. Ông có làm hay không? Tôi đã nói rất rõ ràng. Không. Ở trong thời gian này, ông có cảm thấy hối hận hay không vậy? Hay trong suốt cuộc đời của ông có gì nuối tiếc không? Không. Cái nuối tiếc của tôi là tôi không thấy được báo chí ngày mai để tôi chia sẻ với thành quả năm nào đó giữa tôi với ông. Nhưng ở trong quá trình tiến lên của ông, ông có nghĩ tới bạn bè của ông không? Một người mẹ đang nằm nhà thương và vợ của ông, hai bạn bè bên cạnh của ông, nhất là hai người đàn bà đã hy sinh cho ông. Ông Diệp Thế Khang à, tư cách ngày hôm nay của ông là một ký giả phỏng vấn tôi, hay là một ông thầy giáo lên lớp tôi lúc tôi còn đi học vậy? Nếu như ông quả quyết kiên trì báo cáo sự thật, đúng ra câu hỏi đầu tiên ông hỏi tôi, thật ra tôi có bị thất tình không? Cái gì mà kỳ quá vậy? Tôi không làm nữa. Xin hỏi ông Diệp Thế Khang, tại sao Thẩm Văn Hào chỉ định ông phỏng vấn ông? Xin ông cho biết ông Thẩm Văn Hào là bạn thân của ông. Ông cảm thấy người của ông như thế nào hả? Bắt được tôi nói gì đi nữa. Trong lòng quý vị đã có sẵn câu trả lời rồi. Ông ấy được không? Ông ít câu hỏi. Thưa ông Diệp Thế Khang, ông là ký giả nổi tiếng. Ông có cảm thấy câu hỏi gì rồi của ông quá phủ nhận trách nhiệm không ạ? Bởi vì lương tâm nghề nghiệp báo chí của tôi đã cho tự lập. Xin lỗi nha. Người bạn thân của tôi, người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi sắp sửa bị chết. Tôi phải tìm thời gian để cầu nguyện cho anh. Vậy thì ông có thể cho tôi biết tương lai ông trưởng không? Sau khi cái chết của ông Hà, bởi vì ông là người bạn thân của ông Hà, ông có thể cho chúng tôi biết được không? Xin lỗi nha. Tại sao nó xin lỗi với tôi? Không ngờ bạn bè thân nhau mấy chục năm mà chính tôi phải đưa anh vô cái chết. Tôi đã từng nói qua, tôi
chúng ta làm biết bao điều, chỉ cần một bước sai lầm thì không bao giờ trở lại được. Tôi giúp cho anh được gì không? Nếu thật sự anh muốn giúp tôi thì trông nom nhà má của tôi và đứa con của tôi. Được, tôi nhất định làm được. Dường như là thời gian quá ngắn ngủi, nhưng mà tới ngày hôm nay thì cô là bạn thân không? Từ xưa tới nay cũng vậy. Từ nhỏ tới lớn tôi làm điều gì tôi không có hối hận, kể cả lần này cũng vậy. Nhưng mà lần này tôi hối hận lắm. Tại sao? Mặc dù tôi thật sự hối hận, nhưng mà tôi phải làm như vậy thôi. Tôi biết làm vậy là đúng lắm chứ. Ở trong thời gian này không phải nói đúng hay là sai, ai cũng đã quyết định và chọn lựa hết rồi thì phải nhận lấy kết quả. Cho nên chúng ta phải đối diện thực tế. Tôi không phải sợ chết. Có một lần chết trước còn hơn sau. Tại sao? Vì từ xưa tới nay anh vẫn là người bạn thân của tôi. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisse la voce e ricomincia il pianto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai.
luci in mezzo al mare, penso le notti là in America, erano solo lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica. Ăn cửa này đi rồi yên giấc ăn thu. Trời sắp sáng rồi đó. Nè, cửa này ngon chưa? Có thịt có cá nữa. Ăn hả? Tôi chỉ muốn ăn cùng nếp. Có cô Hứa và Huệ tới thăm ông đó. Đã đạt được mục đích, nhưng mà vậy cũng được. Mình đã đấu với nhau lâu quá, cũng phải tới lúc kết thúc. Tôi phải xưng hô cô bằng cách nào? Hứa Gia Huệ, Lý Mạo Tình. Thôi để tôi xưng bằng Phương Hiểu Hân hay hơn. Phương Hiểu Hân vào 5 năm trước đã bị ông hại tàn bằng chữ bạch phiến, bị xử tử hình chết rồi. Đúng, xem chung là tôi quên. Thẩm Văn Hào trong thâm tâm của cô cũng là ngày đầu định ám hại cô, cũng đã chết rồi. Thôi vậy đi, kể như hai chúng ta chưa hề quen biết nhau. Mục đích cô hôm nay tới đây là để coi trước giờ chết một tên tử tội thế nào không? Như vậy thôi. Như cô đã thấy trên TV không có gì khác biệt. Tôi tới đây cốt để coi ông trước khi chết ông còn tiếc rẻ được bao nhiêu. Xin lỗi, có lẽ hai chúng ta có cái nhìn giống nhau quá lâu. Với người đàn bà khác tôi có thể nói tiếc rẻ, nhưng đối với cô tôi không hề một chút tiếc rẻ. Cơm nếp tôi mang từ Hồng Kông tới.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp ông, ông đã đưa tôi tới tiệm cơm nếp để ăn cơm nếp. Tôi còn nhớ ông vì để chứng minh ông yêu tôi, đứng trước cửa tiệm cơm nếp đợi từ trời tối cho đến trời sáng. Nhưng mà tôi còn nhớ kỹ, ông đã từng có nói với tôi, suốt cuộc đời này của ông phải lo lắng cho tôi. Xưa tôi có nói, khi yêu một người càng đậm đà thì càng hận người đó sâu hơn. Từ ngày cô bắt đầu bất chấp thủ đoạn muốn hại tôi chết, tôi đã thấy rõ cô còn yêu tôi lắm. Nhưng mà tôi nói cô biết, cô đừng khờ dại. Cô tưởng tôi đứng trước cửa tiệm cơm nếp chờ mở cửa để đi ăn sáng với cô. Tôi nói tôi yêu cô suốt đời suốt kiếp là sự thật sao? Tôi cho cô biết, đó là cách cô gái của tôi mà thôi. Không nhớ kỹ gì. Cô đừng hòng trước khi tôi chết tôi phải nói với cô một câu: anh yêu em. Một người đàn ông mà đã nhiều lần hại cô tới chết, cô tưởng tôi yêu cô lắm sao? Cô khỏi suy nghĩ. Những lời trước kia tôi nói với cô hoàn toàn là giả dối. Nói hay lắm, nói đúng lắm. Tôi không phải là hân nữa. Còn ông cũng không phải là Thẩm Văn Hào. Thank you.
You have made my life complete, and I love you so. Loved me tender, love me long. Take me to your heart. Love me tender. Love me true. All my dreams fulfilled. Oh, my darling, I love you. And I true, all my dreams.